Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Chi hơn nửa tỷ để vào khách sạn xem World Cup 2018. Khách mua gói xem trận chung kết World Cup sẽ được hưởng những dịch vụ hạng sang khiến nhiều người ghen tị. Khách sạn Fairmont ở Dubai đang chào bán gói xem trận chung kết World Cup đắt giá nhất thế giới với mức giá 20.000 bảng Anh, xấp xỉ 610 triệu đồng. Gói này sẽ cung cấp cho khách ở một đêm tại phòng suite PG ở rộng 548m2. Không gian phòng được trang trí giống như sân bóng đá. Khách sẽ được đón bằng xe limousine Humvee từ nhà tới khách sạn. Phòng suite trên tầng 34 có sàn lát cỏ và trò chơi bóng đá với kính thực tế ảo sẽ đưa đến cho khách một trải nghiệm đặc biệt. Khách xem bóng đá với TV 103 inch, trong phòng có 6 ghế da với chức năng massage cho khách. Ngoài ra, một nhiếp ảnh gia sẽ có mặt để ghi lại mọi khoảnh khắc. Ngoài ra, gói xem trận chung kết còn có nhân viên quầy bar phục vụ tại phòng. Ngày hôm sau, khách sẽ được phục hồi sức khỏe sau một đêm xem trận chung kết với dịch vụ bể sục và bữa sáng. Khách sạn bố trí xe Malibu và Lamborghini để khách tự lái về nhà. Nhưng khách hàng có nhu cầu xe phải đặt phòng trước ngày 8 tháng 7. Trận chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, theo giờ Việt Nam. Địa điểm diễn ra trận chung kết là sân vận động quốc gia Lanik Ý ở Moscow. Sân này được xây dựng từ năm 1955 và trải qua 4 lần đại tu lớn. Sân có sức chứa 81.000 khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi, ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.